Và kính thưa quý vị, cơ quan hàng không liên bang điều tra đoạn phim về các hành khách nhảy Harlem Shake trên phi cơ, tin từ tin tổng hợp. Một đoạn phim ghi lại hành khách nhảy điệu Harlem Shake trên phi cơ được nhiều người theo dõi trên YouTube đã thu hút được sự chú ý của các quan chức hàng không Hoa Kỳ. Họ đang xem xét lại sự kiện về vấn đề an toàn. Đoạn phim mang tên Harlem Shake trên chuyến bay 157 của hãng hàng không Frontier. Các thành viên của nhóm Frisbee từ trường đại học Colorado và các hành khách khác đang say sưa nhảy múa ở lối đi và trước ghế trên chuyến bay chật cứng người của hãng hàng không Frontier Airlines bay từ Colorado Springs tới San Diego vào tháng trước. Phát ngôn viên của cơ quan hãng hàng không liên bang Alan Kenuser cho biết là nếu họ tìm ra bằng chứng vi phạm quy định của cơ quan hàng không liên bang thì họ sẽ theo đuổi việc này. Hãng Frontier Airlines biện hộ quyết định của mình cho phép các sinh viên nhảy múa trên phi cơ đang bay phía trên của Grand Canyon, tiểu bang Arizona, 2.000 feet. Các sinh viên này cho biết là họ có ý tưởng nhảy múa một vài ngày trước chuyến bay. Họ đã xin phép nhân viên trên chuyến bay trước khi nhảy. Cho tới chiều ngày hôm qua, thì đoạn phim này đã được hơn 732.000 người coi.